Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị sử dụng cái ứng dụng là Into từ A đến Z nha anh chị nha. Đầu tiên anh chị ở mục trò chuyện, anh chị muốn quét mã vạch để mà tham gia các group hoặc là kết bạn thì anh chị bấm vô dấu cộng ở phía trên này ha. Sau đó anh chị có thể dùng chức năng quét QR code để các anh chị quét những cái mã QR code để các anh chị vào group hoặc là kết bạn ha. Cái thứ hai là các anh chị có thể vào các group. Mình nói ví dụ như các anh chị vào group tổng của Into Việt Nam đang có hơn 900 người nè. Thường hay có cái phong bao lì xì lắm. Và khi mà các anh chị thấy xuất hiện những cái phong bao lì xì, các anh chị có thể bấm vào trong cái phong bì, ví dụ như đây, chị bấm vào. Và trong này á, thì những lãnh đạo hoặc là những con bot nó sẽ lì xì và chúng ta sẽ biết được là mình nhận được bao nhiêu cái đồng tốc lì xì ở đây ha. Ngoài ra các anh chị có thể bấm vô ba chấm ở trên cùng trên góc màn hình nè. Sau đó anh chị có thể bật chức năng là không làm phiền đây để cho nó không có bị là tin nhắn hay là nó cứ rung, nó rất là nhiều người tương tác, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các anh chị. Tiếp theo là các anh chị có thể ghim cái trò chuyện lên trên cùng để cho anh chị có thể là dễ dàng là nắm bắt thông tin sớm nhất từ nhóm, nó không bị đẩy cái tin nhắn của các anh chị xuống dưới. Tiếp theo là các anh chị có thể và lấy mã QR code nhóm ở đây để các anh chị là đưa cho bạn của mình vào group. Anh chị có thể là chọn cái mục thành viên nhóm đây, sau đó anh chị chọn group ở trên quản trị viên. Trong này sẽ có rất là nhiều những anh chị lãnh đạo danh hiệu cao và những người quản trị viên của group, anh chị nên kết bạn với họ. Ví dụ như mình vào mình kết bạn với một người bất kỳ đó, anh chị có thể gửi kết bạn, còn như kết bạn rồi thì nó sẽ không hiện lên như vậy nữa đó. Ví dụ như bấm vô đây đó, bấm vô kết bạn ha, mình kết bạn hết trong này nên chẳng còn ai để kết bạn nữa rồi đó. Các anh chị hãy gửi kết bạn và đợi họ trả lời kết bạn lại nha. Rồi tiếp tục, các anh chị có thể vào trong thành viên nhóm để kết bạn thêm. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái thao tác khác, ví dụ như là các anh chị vào sổ liên lạc, các anh chị chọn mục là xây dựng dự án. Rồi các anh chị đang phát triển Into thì các anh chị chọn là Into ở dưới này đây ạ. À, mạng nó hơi chậm thì anh chị chọn Into, và lúc này anh chị sẽ bỏ trả phí một tốc để các anh chị xem được toàn bộ đội nhóm của mình. Đây ví dụ như là tổng nhóm của mình là nó đó có rất nhiều thành viên, chị thấy không đó, anh chị có thể xem từng nhóm. Ví dụ anh chị bấm vào toàn bộ nhóm đây, các anh chị thanh toán xong thì các anh chị sẽ nhận được là cái đó tổng thành viên của mình nè, 589 người đó. Tiếp tục, ngoài cái đó ra các anh chị có thể vào đây, các anh chị vào mục là tôi. Ở trong này các anh chị nên vào cái chỗ đặt tên nè. Đó, các anh chị có thể đổi ảnh đại diện nè, ha. Rồi các anh chị có thể đổi cái tên của mình hiển thị nè. Các anh chị có thể đổi tên gì đó. Khi các anh chị KYC thì các anh chị dùng chứng minh hoặc là Twitter để KYC. Còn cái biệt danh này, cái bí danh này anh chị muốn đặt tên sao cũng được. Rồi, đây là mã QR code của anh chị để cho người khác kết bạn. Rồi, các anh chị có thể bấm vào trong cái người mời của tôi để biết cái người bảo trợ của mình là ai ở đây. Đó. Tiếp theo, các anh chị chúng ta muốn cài đặt cái app thì chúng ta vào cái ký tự cài đặt ở trên này, trên cùng nè. Đó, chúng ta có thể vào chúng ta xem tất cả những thông tin trong này ha. Xuất khóa riêng tư rồi đó. Ngoài ra các anh chị chúng ta có thể vào cái mục cài đặt nè. Đó, chúng ta có thể là thêm ví ha, tạo thêm ví. Trong trường hợp các anh chị muốn tạo thêm ví, các anh chị có thể bấm vô cộng ở trên này, tạo ví mới thêm. Hoặc các anh chị có thể là gì ạ, hiển thị địa chỉ ví của tôi để cho người khác là bắn tiền cái này kia vô cho anh chị. Các anh chị muốn xuất cụm từ hạt giống ha, hay là xuất khóa cá nhân, anh chị bấm thêm vào trong đây để lấy ha. Rồi tiếp tục, các anh chị muốn KYC thì các anh chị bấm vào cái mục SBT đây. Sau đó các anh chị sẽ chọn mục là xác thực KYC ở bên dưới cùng nè. Và lúc này các anh chị nhập toàn bộ họ tên của mình ở trên ở phía trên nè, in hoa có dấu, ví dụ Nguyễn đó, khoảng cách Văn chẳng hạn đó. Các anh chị nhập đúng tên in hoa có dấu như trên chứng minh, sau đó bên dưới các anh chị nhập số căn cước và các anh chị thanh toán phí. Phí các anh chị được trả bằng USDT là 2 USDT hoặc là một cái huy chương trị giá 20 tốc. Các anh chị nào có tài khoản Twitter không muốn dùng chứng minh thì các anh chị có thể KYC bằng Twitter ha. Rồi đăng nhập Twitter vào. Rồi tiếp theo, các anh chị có thể sao lưu cái mật khẩu của mình ở cái mục sao lưu này. Các anh chị chọn sao lưu dữ liệu đám mây để các anh chị đặt mật khẩu, hoặc các anh chị có thể xuất cụm từ hạt giống 12 ký tự để cất đi.
Rồi, tiếp theo nếu các anh chị mà chúng ta là xác minh mình đã KYC rồi á, thì nó sẽ hiển thị cái đầu người nè các anh chị, cái đầu người có cái chữ V nè. Còn là cái địa chỉ ví các anh chị có thể bấm vào cái biểu tượng ví nè, cái dòng chữ Joe nè, hiện đổi tên nó là ví quyển là Joe Phạm, mình bấm vô nó sẽ copy ví của mình để gửi cho người ta để bảo trợ. Các anh chị bấm cái mũi tên qua trái qua phải ở trên này nè, đó là các anh chị sẽ vào xem ví của mình. Rồi tiếp theo là những cái phần rất là quan trọng, các anh chị muốn thêm cái token ở trong cái điện thoại của mình bấm vô cộng ở đây đấy, các anh chị bật hết các cái đồng mà mình đang cần quan tâm theo dõi bấm lên. Rồi các anh chị muốn chuyển đi, các anh chị có thể vào bấm vô một cái đồng bất kỳ các anh chị muốn gửi, các anh chị chọn mục gửi, dán cái địa chỉ ví của người cần gửi vào và nhập số tiền các anh chị muốn chuyển là nó đi. Tương tự như vậy, các anh chị muốn nhận thì bấm vô mục nhận, anh chị sẽ có cái mã QR code và cái địa chỉ ví cho người khác. Rồi tiếp theo, các anh chị có thể chuyển từ Matchen đây, các anh chị đổi sang Tomochain đó, để các anh chị tiếp tục các anh chị vào các anh chị khai thác, hoặc là các anh chị là xây dựng cái mạng lưới bên Tomochain ha. Mình chuyển từ Tomochain sang Matchen đây. Tiếp theo bây giờ là những phần quan trọng, các anh chị chọn cái mục khám phá nè. Khi các anh chị mới tạo app xong, các anh chị bấm vô khám phá xong, các anh chị chọn mạng mát nè, xong các anh chị quay lại thì nó sẽ hiện ra rất nhiều những cái tiện ích ở trong này, bao gồm là các anh chị có thể đăng nhập vào những cái trình duyệt, những cái sàn DEX như là Uniswap, như là PancakeSwap và rất nhiều cái sàn khác đây, rất nhiều. Tuy nhiên, các anh chị có thể sử dụng những cái sàn giao dịch xuyên chuỗi của Intu luôn ở phía trên này, ví dụ như là DeltaSwap hay là Mobilink đây. Ví dụ như các anh chị vô Mobilink này, các anh chị có thể hoán đổi từ USDT của mạng BSC sang USDT của cái mạng Match. Khi các anh chị có MUSD này nè, đó thì các anh chị mới là thanh toán KYC bằng MUSDT được đó, hoặc là các anh chị dùng để mua huy chương nha. Các anh chị kết nối ví của mình vào đó, kết nối ví Intu vào, các anh chị phải chuyển một ít phí BNB vào làm phí để các anh chị có thể thực hiện những cái giao dịch xuyên chuỗi này. Rồi quay lại, khi các anh chị muốn tìm cái link của tìm cái mục để ràng buộc ví người bảo trợ thì cũng ở mục khám phá này, nó sẽ có cái mục gọi là Faucet đây, các anh chị bấm vào mục Faucet, cái ngọn lửa màu cam nè, các anh chị bấm vào đây xong thì ở phía trên là các anh chị sẽ vòi cái phí, nó airdrop cho mình một ít phí ban đầu, và các anh chị có thể bấm vào bắt đầu ràng buộc ở dưới này để các anh chị gắn cái ví của người giới thiệu trực tiếp của mình vào ha. Ở đây trường hợp này mình đã làm rồi thì bỏ qua. Rồi tiếp tục, bây giờ là chúng ta khám phá cái hệ sinh thái, đây là phần quan trọng nhất. Các anh chị khi chọn vào mục hệ sinh thái thì các anh chị có thể xem trên màn ảnh ở đây, bao gồm đó là cái danh hiệu L, S2 là danh hiệu, L2 là level, là cái gói đầu tư của mình á. Hoặc là khi mà mình bảo trợ được nhiều F1 mình sẽ lên level thì mình sẽ được giảm cái thuế, cái fee rút của mình ha. Rồi các anh chị có thể kéo sang bên phải là các anh chị chọn đội của tôi nè. Thì trong này khi ở mục đội của tôi, ở cột bên trái là tổng doanh số staking toàn bộ đội nhóm của anh chị ở bên dưới. Còn bên phải là nó tính tất cả những cái chân nhỏ. Ở đây là sơ đồ 3 chân trở lên, anh chị muốn xây bao nhiêu sơ đồ mặt trời. Anh chị có 2 chân lớn nhất và tất cả những chân còn lại nhỏ doanh số hơn 2 cái chân đó thì nó được gộp vô thành một cái chân thứ ba. Và khi điều kiện của chân thứ ba này đủ điều kiện lên cấp, các anh chị sẽ được lên cấp mà không cần biết ở dưới người ta lên cấp. Cái chính sách này rất là dễ làm ha. Rồi ở đây các anh chị có thể xem, ví dụ như các anh chị muốn tạo nhóm, các anh chị muốn tạo một cái nhóm mà tất cả thành viên mình bảo trợ vào một cái nhóm, thì các anh chị bấm vào nút tạo nhóm, nó sẽ gom tất cả những cái người các anh chị bảo trợ vào trong một cái group để các anh chị tương tác, các anh chị chăm sóc cho nó tiện, chăm sóc cho cái nhóm của anh chị. Ngoài ra các anh chị có thể xem doanh số của từng nhóm ở đây, ví dụ như là các anh chị thấy một cái nhánh ở dưới cùng nè, đúng không, đó có nó để là trọng lượng 0.1, tất cả những con số này đều được nhân thêm số 100. Ví dụ như 0.1 mà nhân 100 thì nó là 10, tức là cái tài khoản này đã gì ạ, kích hoạt staking có 10 đồng tóc thôi. Còn nếu nó là số 0 tức là nó chưa có kích hoạt cái gì cả đó. Còn ví dụ như là tổng nhóm mà doanh số nó rất là cao thì nó sẽ là những cái doanh số các anh chị. Còn á, các anh chị bấm vào cái chữ chi tiết nè, thì khi các anh chị lên cấp hàng ngày, các anh chị nhận được là cổ tức, các anh chị phải vào claim cái cổ tức này về. Ngày nào các anh chị không claim là các anh chị sẽ bỏ lỡ cái khoản thưởng của mình, cái cổ tức của mình, và cái đó nó sẽ bị đốt đi ha. Ngoài ra thì các anh chị được tặng những cái gói staking. Thì
Thì ở trong cái gói stacking á, các anh chị được 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 tặng á, nó sẽ hiển thị trên này và các anh chị phải bấm vào các anh chị nhận sau khi các anh chị lên danh hiệu. Tiếp theo đó là các anh chị quay trở lại cái mục là khai thác xã hội. Thì hàng ngày các anh chị vào bấm cái nút khai thác nè, để các anh chị là chúng ta là khai thác được 3,35 đồng token là TOX. Ngoài ra các anh chị vào cái mục nhiệm vụ nè, cái này là phần rất là thú vị và các anh chị tương tác nhắn tin càng nhiều các anh chị sẽ càng được nhiều tiền. Ví dụ ở đây nó có chữ là tương tác màu xanh này nè, tức là mình cái người đó và mình đã tương tác với nhau trong ngày, và nó chỉ cho mình trong một ngày hai người chỉ tương tác được với nhau một lần thôi để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ví dụ như cái người tên Phạm Thế Hiển nè, đã gửi tin nhắn, nó ghi đã gửi tức là mình đã gửi đi cho người ta và người ta chưa hồi âm, chưa phản ứng lại. Nếu người ta tương tác ngược lại thì mình sẽ đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng ha. Còn những người mà không có cái gì cả, tức là mình và họ chưa nhắn gì với nhau ngày hôm nay cả. Đó, ví dụ như tìm một cái người, thường thường thì mình sẽ vào cái mục là nhiệm vụ, mình tìm cái người nào đó. Đây là như là chị Lan nè, là chị Lan đã gửi cho mình cái tin nhắn và mình đã nhận nè. Thì khi mình đã nhận thì mình chỉ cần reply lại, mình chọn họ nè. Mình chọn một trong ba cái mục là chào hỏi, tán gẫu hoặc là lì xì đều được. Ví dụ chào hỏi thì mình gửi một cái icon. Còn tán gẫu thì mình vào mình có thể chat bất cứ nội dung gì cho họ rồi mình gửi đi ha. Đó, ý là như thế. Thì cả hai tương tác với nhau trong ngày thì hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng token. Rồi, tương tự như vậy, các anh chị một ngày các anh chị có thể làm được 24 nhiệm vụ, tức là cứ mỗi một tiếng các anh chị chúng ta được làm một cái nhiệm vụ và nó sẽ báo cho mình là nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu vào lúc này 16 giờ nè. Thì vào lúc 4 giờ chiều là mình lại tiếp tục mình tương tác để mình lấy cái phần thưởng tiếp. Và một ngày hiện tại mình á không có quá nhiều thời gian, nhưng mình cũng cố gắng mình tương tác từ 5 cho đến 10 người một ngày, và mình nhận được đâu đó khoảng tầm 3 đến 5 đồng tốc. Đây các anh chị nhìn là chi tiết số dư, hiện bấm vô nè, nó ghi lại toàn bộ lịch sử, đúng không, là mình đã giao dịch như thế nào, là toàn bộ được lưu lại lịch sử trong này. Thì các anh chị nhìn cái mục là phần thưởng xã hội nè, là 3 nè, cộng 3 nè. Đó chính là cái phần mà mình á chat chít hàng ngày mình nhận được các anh chị. Đó, còn á cái phần mà đóng góp của nhóm nút là chúng ta nhận được là 5% của F1 mình stacking hoặc là khai thác ra. Lợi tức nút là cái lãi stacking của mình từ cái gói cá nhân. Còn phần thưởng cho người mới là cái sản lượng hàng ngày mình bấm vô nút khai thác. Còn tiền thưởng sao là tiền cổ tức danh hiệu mình được nhận hàng ngày. Còn tất cả các cái đóng góp nhóm xã hội này là bao gồm là những cái người mà người ta chat chút chít chụt chịt trong nhóm mình á, là người ta được 5 phần, người ta khai thác được bao nhiêu từ cái việc mà chat chít á, là mình cũng nhận được 5% từ họ ha. Đó, hoặc là người ta khai thác trên Tomo mình cũng được nhận vào đây. Rồi, tiếp theo là các anh chị có thể bấm vào cái chữ mua trên màn hình nè, ngay dưới chi tiết số dư nè, các anh chị bấm vào chữ mua nè, thì nó sẽ link các anh chị vào trong cái tài khoản là Hobby luôn. Và lúc này các anh chị có thể là giao dịch mua bán ngay cái đồng token TOX ngay trên sàn Hobby luôn. Khi các anh chị muốn mua để nạp vào, hoặc là các anh chị có thể đem đồng TOX lên đây để bán ha. Và đồng TOX này đã được lên hai trong số rất là nhiều những cái sàn top đầu thế giới, trong đó có sàn Hobby, top 5 những cái sàn lớn nhất thế giới ha. Rồi, tiếp theo. Ở trên nó có ghi cái dòng là trọng lượng hôm nay. Đây là một cái trọng số quan trọng, nó được tính bằng cái gói stacking cá nhân của mình, rồi là nó dựa trên là cái stacking toàn đội nhóm của mình, rồi là số lượng F1 mà mình bảo trợ, rồi là cái lượng tích cực của mình tương tác trong ngày. Thì cái trọng số này nó càng tăng lên á, thì khi mà mình tương tác, mình nhắn tin cho bất kỳ ai á, thì mình sẽ được nhận cái phần thưởng đồng tốc cao hơn những người mới, những người bình thường ha. Rồi, tiếp theo, ở cái mục siêu thị tốc nè, các anh chị có thể vào đây, các anh chị mua huy chương để gửi cho cái người mà người ta chưa KYC để người ta KYC. Các anh chị mua càng nhiều thì các anh chị càng được giảm giá. Ví dụ các anh chị mua một huy chương nè thì nó tính các anh chị giá là 20 tốc. Các anh chị nếu thanh toán bằng MUSDT, tức là anh chị nạp USDT vô, các anh chị swap từ BSC chain sang MAT chain, thì khi các anh chị thanh toán cái huy chương bằng USDT thì các anh chị chỉ tốn có 1 MUSDT thôi. Tuy nhiên nó hơi mất thời gian phức tạp, là cái người mới phải có đồng BNB làm phí, phải nạp đồng USDT vô, phải mua nạp vô rồi lại phải swap, nó rất là phức tạp. Nên đa phần người ta sẽ chọn là gì, người ta thanh toán bằng tốc cho nó tiện. Và người chưa có KYC thì không thể mua được huy chương hay là cái đồng MAT. Các anh chị phải nhờ người khác đã KYC, đã có đồng MAT mua để gửi cho mình. Rồi, nếu các anh chị mua nhiều huy chương hơn
thì giá nó sẽ rẻ xuống hơn. Ví dụ nếu anh chị mua 100 cái huy chương mà các chị thanh toán bằng MUSDT, các chị chỉ tốn có 70 MUSDT thôi. Đó, tức là các chị tiết kiệm được 30 MUSDT đúng không? Còn nếu các chị mua bằng TOX mà các chị mua 100 cái huy chương thì thay vì là 2.000 thì các chị chỉ tốn có 1.400 TOX thôi ha. Rồi, tiếp tục. Ở trên này là nó có đồng MAT. Đây là một cái đồng gì ạ? Là phí gas để chúng ta dùng trên toàn mạng lưới của MATCHNG. Cho nên chắc chắn các anh chị đào hàng ngày á, các anh chị tốn phí gas và các anh chị nhắn tin chat chít cũng tốn phí gas. Nên các anh chị nên mua cho mình cái đồng MAT này để các anh chị á, làm phí. Và các anh chị chỉ mua được có một đồng MAT thôi, và khi các anh chị đặt đủ cái điều kiện á, nó mới nó cái hiện tại bây giờ nó chỉ cho anh chị mua một đồng MAT thôi. Thì ở cái tài khoản này thì hiện đã mua được 0.3, và nếu bây giờ hiện muốn mua thêm thì hiện nhập số lượng hiện muốn mua, ví dụ hiện muốn mua thêm là 0.2 ha, không đủ tiền, 0.1 thôi, mình còn có 34 đồng tóc thôi các anh chị. Mình mua 0.2 được mà, có 20 đồng tóc thôi, mình mua nè, thanh toán. Đấy, lúc này á mình sẽ mua thêm cái đồng mát để làm phí. Cái đồng mát này là cái đồng mà chắc chắn là mọi người đều phải cần, bởi vì nó là phí gas cho toàn mạng lưới. Chúng ta chat để mà kiếm tóc, hay là chúng ta thực hiện một cái giao dịch nào đó, hay là mua huy chương, hay là chúng ta mining coin hàng ngày, chúng ta đều phải tốn. Và khi các anh chị muốn mua huy chương á, các anh chị muốn chuyển cái huy chương đi á, các anh chị bấm vào chữ chuyển nè. Các anh chị có bao nhiêu huy chương, các anh chị có thể chuyển cho người khác bằng cách là chúng ta dán địa chỉ ví của họ vào, nhập số lượng mát cái đồng huy chương các anh chị muốn gửi đi, và các anh chị đồng ý là các anh chị gửi đi thôi ha. Rồi, các anh chị có thể xem chi tiết huy chương của tôi ở đây, là số lượng huy chương các anh chị đang có là bao nhiêu ở đây ha. Rồi, tiếp tục. Chúng ta đến cái phần là rút. Khi các anh chị có tiền, các anh chị bấm vào mục rút thì nó có hai cái chế độ. Một là các anh chị rút về MATCHNG. Ví dụ như với mức cái danh hiệu của Hiển, gói đầu tư của Hiển thì Hiển đang được là giảm phí còn có 35% phí thôi. Bây giờ Hiển nhập cho 100 đồng thì Hiển chỉ nhận được tài khoản này của vợ Hiển, xin lỗi. Tài khoản này là đang là danh hiệu S2. Gói đầu tư cá nhân là 5.000, cho nên là được giảm phí có 40%, được giảm có 10% là còn 40% thôi. Bây giờ mình nhập cho 100 đồng thì khi mình xác nhận mình sẽ nhận được gì ạ? Là 60 đồng. Thì cái này là mình rút đồng TOX về MATCHNG, và khi có đồng TOX ở MATCHNG, các anh chị chưa thể đem lên sàn các anh chị bán ngay được, mà các anh chị có thể bán chuyển cho nhau đúng không? Và sắp tới chúng ta sẽ có chợ OTC để chúng ta giao dịch cái đồng TOX MATCHNG này. Còn trường hợp các anh chị muốn rút hẳn ra BSC luôn để các anh chị bán cái đồng TOX này trên sàn á, thì ít nhất một lần các anh chị phải nhập rút là 1.000 đồng. Phí là tùy theo danh hiệu của các anh chị. Sau khi các anh chị được giảm phí, hệ thống sẽ tính thêm cái sẽ giảm thuế, thì hệ thống sẽ tính thêm 50 đồng làm phí nữa. Ví dụ như nhập 1.000 đồng nè, đồng TOX nè, thì cái tài khoản này được đánh thuế là 40% thì hiện còn 600. Nhưng mà 600 này thêm 50 đô, 50 đồng TOX làm phí nữa, nó còn lại là 550 thì sẽ nhận được thực tế. Thì cái đồng TOX này khi mình rút về BSC là mình đưa ngay lên sàn Huobi hoặc là MESC mình bán luôn các anh chị nhé. Đó là cái cách mình rút tiền. Ok ha. Nhớ nha, có hai chế độ, một là rút về BSC thì phải min, một lần rút là 1.000 đồng. Mà nếu mà rút trên mát thì các anh chị rút 1 đồng cũng được nữa. Đấy. Tương tự. Đến mục nạp. Khi các anh chị chúng ta nạp cái đồng TOX từ trên sàn, nó là đồng TOX trên BSC chain. Đây, hình quay lại cho các anh chị xem. Nếu các anh chị chúng ta vào mục tôi nè, các anh chị chọn từ MAT chain nè, chuyển sang BSC chain. Thì khi các anh chị nạp đồng TOX từ trên sàn về á, các anh chị cần phải có một ít BNB làm phí nè. Phải có ít nhất là 0.1 đô hoặc 0.2 đô BNB để làm phí, để giao dịch xuyên chuỗi chuyển cái đồng TOX từ BSC chain nè sang là MAT chain. Thì ví dụ các anh chị chuyển đồng TOX vô đây thì các anh chị sẽ chuyển từ sàn về, các anh chị sẽ tìm được cái đồng TOX của mình ở trong cái Binance Smart Chain nè. Các anh chị chuyển từ Binance Smart Chain về MAT Chain lại. Sau đó các anh chị vào hệ sinh thái, các anh chị chọn mục nạp. Các anh chị nạp ở đây. Thì đầu tiên các anh chị phải nạp xuyên chuỗi. Ví dụ như các anh chị nạp từ trên sàn về là 1.000 TOX. Các anh chị nhập 1.000 TOX vào đây, các anh chị chuyển nha. Các anh chị xác nhận xong thì sau khoảng 1 đến 2 phút nó giao dịch cross chain, chuỗi chéo. Nó sẽ chuyển số dư của mình vào cái gì ạ? Vào MAT Chain. TOX trên MAT Chain. Sau đó các anh chị lại tiếp tục nạp cái 1.000 đồng TOX các anh chị vừa mới nạp xuyên chuỗi qua đây. Các anh chị nạp vào trong cái hợp đồng để các anh chị chúng ta là thực hiện tiến hành stake.
cái này đã có những cái video ngắn để mà hướng dẫn cho các anh chị cụ thể. Tuy nhiên ở đây mình cũng nói luôn các chức năng để các anh chị biết cách sử dụng. Rồi còn chức năng chuyển thì nó chưa mở, sau này nó mở ra chúng ta có thể chuyển tốc cho nhau mà không cần phải đem ra ngoài bán, nó tốn rất là nhiều phí ha. Nhưng mà tất nhiên nó chỉ giảm được cái phí rút lên sàn thôi, chứ còn thực chất là thuế thì vẫn phải bị đánh. Đã là thu nhập thì chắc chắn là phải đóng thuế, không chạy đâu được ha. Tiếp theo, các anh chị muốn mua các nút, mua các gói stacking thì các anh chị bấm vào chọn là mua các gói đây. Khi các anh chị có cái đồng tốc đã nạp vào trong cái số dư hợp đồng, các anh chị có thể mua những cái gói đầu tư ở đây. Đó, tùy theo các anh chị muốn mua từ gói nhỏ lên gói lớn. Và nhớ, nếu các anh chị mua cái gói từ 100 tốc trở lên nha, thì hai cái gói 50 và gói 10 là các anh chị không được mua nữa. Cho nên nếu các anh chị muốn mua tất cả các gói, các anh chị phải mua từ gói nhỏ trở lên, là mua gói 10, mua gói 50 trước, rồi các anh chị mới mua những gói ở trên. Nhưng tuy nhiên các anh chị yên tâm là nếu các anh chị có lỡ mua gói to thì nó chỉ hạn chế không cho anh chị mua gói 50 và gói 10 thôi. Còn thực chất là tất cả những gói từ 100 trở lên các anh chị vẫn mua bất cứ lúc nào cũng được. Rồi, các anh chị muốn xem các cái gói của mình đã mua, đã đầu tư thì chúng ta bấm vào nút chi tiết, nút tham gia. Trong này nó hiển thị tất cả những cái gói stacking của chúng ta, nó đã đi được bao nhiêu ngày, đúng không? Cả gốc cả lãi nó còn lại bao nhiêu, đó mình sẽ theo dõi ở đây được ha. Rồi, các anh chị lưu ý có những người mà vô đây, ví dụ như các anh chị chúng ta mua hết cái gói 100 rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta lại bấm vào chúng ta mua tiếp, thì lúc này nó sẽ trừ cái số tiền của chúng ta, nhưng cái gói của chúng ta nó sẽ tự động nó kích hoạt khi mà cái gói cũ nó đã chảy hết. Đó, thì trong trường hợp chúng ta chưa muốn rút tiền ra mà chúng ta muốn lãi kép, đúng không? Nhưng mà chúng ta mua hết gói rồi, chúng ta có thể đặt hàng trước, tức là chúng ta thanh toán xong chúng ta chờ khi cái gói cũ của mình nó tự động nó hết hạn, nó trả hết cả gốc cả lãi ra thì nó tự động nó chạy gói mới. Đó. Rồi tiếp theo, nó có cái mục đó là nút thành phố, thì cái này là city nút. City nút thì khi nào các anh chị chúng ta có hàng triệu tốc thì chúng ta mới tính đến cái chuyện đó ha. Rồi, thì đó là một vài cái hướng dẫn cơ bản từ A đến Z, toàn bộ cái cách sử dụng cái app mạng xã hội Intu. Các anh chị nếu chúng ta còn băn khoăn thắc mắc gì, hãy liên hệ với người giới thiệu cho các anh chị cái video này, hoặc liên hệ với người giới thiệu trực tiếp để được hướng dẫn, hoặc là các lãnh đạo trong hệ thống. Ngoài ra, nếu như các anh chị chúng ta quên mất, chưa có sao lưu 12 ký tự, hoặc là chưa có sao lưu cái mật khẩu, thì các anh chị hãy bấm vào sao lưu dữ liệu đám mây, hoặc là các anh chị bấm vào xuất cụm từ hạt giống, thì nó sẽ hiện lại cái cụm từ hạt giống cho các anh chị để các anh chị lưu lại, và các anh chị đặt mật khẩu sao lưu đám mây nha. Rồi, ngoài ra trong này có con chat GPT, cái con chat trợ lý ảo nè, các anh chị có thể là đặt những câu hỏi trong đây thì nó sẽ hỗ trợ giải đáp cho các anh chị tất cả những cái vấn đề liên quan ha, bằng tiếng Việt hết, rất là tiện lợi. Rồi, thì để xem còn cái gì đáng lưu ý nữa hay không để hướng dẫn cho anh chị luôn. Rồi, rồi cơ bản là như vậy thôi nha. Rồi, chúc các anh chị chúng ta sẽ thành công, kiếm được thật nhiều tóc. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn, bye bye các anh chị.